Cô gái 26 tuổi ngất tại phòng tập do sốc phản vệ với bột mì. Trước khi chạy bộ, cô gái ăn chiếc bánh mì lót dạ. 15 phút sau, bệnh nhân bị nổi ban đỏ, ngứa, tăng nhịp tim và ngất ngay tại phòng tập. Ngày 18 tháng 10, trao đổi với báo Vietnamnet, tiến sĩ bác sĩ Bùi Văn Khánh, trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị sốc phản vệ với bột mì do hoạt động thể lực. Nhiều năm trước, nữ bệnh nhân 26 tuổi làm việc tại Hà Nội thường xuất hiện các nốt ban, ngứa sau khi ăn bánh mì khoảng 1 giờ và có kèm theo hoạt động thể thao như đi bộ, chạy bộ. Tuy nhiên, người bệnh cũng không để ý đến điều này và tiếp tục ăn bánh mì lót dạ trước mỗi buổi tập thể thao. Nữ bệnh nhân cho biết thêm, có lần sau ăn bánh mì, cơ thể xuất hiện ban đỏ ngứa kèm theo đi ngoài, nhưng cũng có lần hoàn toàn bình thường. Người bệnh có đi khám tại một số bệnh viện, tuy nhiên không xác định được bệnh. Theo tiến sĩ bác sĩ Khánh, gần đây nhất, bệnh nhân ăn một ổ bánh mì trước khi tới phòng thể dục. Khi chạy bộ được khoảng 15 phút, bệnh nhân xuất hiện ban đỏ toàn thân, ngứa tăng nhịp tim, đau bụng đi ngoài, xuất hiện kinh nguyệt bất thường và ngất ngay tại phòng tập. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, cô gái đã tỉnh lại. Bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ là theo dõi phản vệ độ 3 do bột mì sau hoạt động thể lực. Tiến sĩ bác sĩ Khánh thông tin thêm, khi tiếp nhận bệnh nhân này, bác sĩ nghi ngờ có thể phản vệ với bột mì, phản vệ với bột mì sau hoạt động thể lực hoặc phản vệ với phụ gia trong bánh mì. Người bệnh được xét nghiệm test lẩy da dương tính với bánh mì, tuy nhiên kết quả này cũng chưa thể xác định chính xác bệnh nhân phản vệ với bột mì hay phụ gia có trong bánh mì. Cũng theo bác sĩ, phản vệ với bột mì do hoạt động thể lực có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên gặp nhiều ở trẻ em vị thành niên và người lớn. Triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 6 tiếng hoặc hơn sau ăn bột mì và có hoạt động thể lực như là đi bộ, chạy. Triệu chứng thường gặp là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích, có thể có tiếng thở rít, rối loạn ý thức, hôn mê và thậm chí tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.